Rồi, xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách là thiết kế cái một cái trang giao diện master. Thì cái master này chúng ta sẽ dùng chung để chúng ta viết cho những cái trang khác. Chúng ta sẽ lấy về đây, chúng ta lấy giao diện bằng cái master này. Thì như bài số 1 thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách là tạo ra database rồi. Chúng ta đã có cái database tên là điểm gì đó, quản lý điểm, học viên, mã lớp gì đó. Chúng ta có những table trong đó rồi. Thì bây giờ để tạo cái này thì tôi sẽ dùng cái SQL này tôi kết nối tới cái bài bữa trước chúng ta đây. Đây là cái bài bữa trước chúng ta đã tạo ra được rồi ha. Đấy, chúng ta đã tạo ra được cái bảng này rồi. Rồi. Đấy, cái bảng này ha. Bảng này là chúng ta được có một lớp học viên. Mã lớp thì có số thứ tự này. Đấy, mã lớp, tên lớp, số điện thoại, thời gian cập nhật. Rồi. Rồi xong đó chúng ta đã có cái chuỗi kết nối tên, cái tên của ta là cơ sở dữ liệu ha. Rồi. Thì bây giờ tôi cũng chưa sử dụng tới đâu, thì tôi nói để tiếp theo nên tôi phải kết nối lại chút cái bài trước thôi. Đó là chúng ta đã tạo bài 1, chúng ta đã tạo được cái cơ sở dữ liệu. Bài 2 này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách là tạo ra một cái trang master dùng chung. Thì đây là tôi sẽ dùng cái phần mềm đó là Visual Studio phiên bản 2010 của Microsoft. Thì tôi sẽ sử dụng cái tính năng này để tôi lập trình. Thì tôi sẽ tắt đi, tôi file new website. Đó. Tôi sẽ tạo ra một cái trang web mới. Và ở đây tôi, các bạn nên nhớ là chúng ta phải chọn là Visual C Sharp. Chứ một số bạn là chọn nhầm là cái chức năng là Visual Basic là cái này sai ha. Tôi không có viết bằng ngôn ngữ này đâu, mà tôi viết bằng ngôn ngữ này. À, một số bạn nó có thể viết bằng cái này cũng được, nhưng mà tôi viết bằng cái này. Rồi, trong đó tôi sẽ chọn ở đây là .NET là 4 chấm ha. Và tôi sẽ tạo cái trang mới, trang rỗng không có gì hết. Còn đây là một số cái có mẫu sẵn ha. Tôi sẽ tạo trang rỗng luôn. Row để chúng ta gì đây, cái mục này để chúng ta là chọn tới cái vị trí cần lưu, thì tôi sẽ lưu vào cái mục là hướng dẫn làm website luôn. Rồi. Rồi trong cái mục này thì tôi sẽ tạo ra cái folder chứa nó đi ha. Tôi sẽ không để chữ website 1 này, mà tôi sẽ tạo cái tên này. Các bạn gõ cái tên vào đây là tạo giao diện ha, cho nó riêng biệt cho các bạn dễ phân biệt. Rồi thì trong đây các bạn mặc định nó cũng chưa có gì hết, tôi sẽ tạo ra một cái new folder. Rồi thì cái này tôi sẽ tạo ra đó là giao diện. Giao diện. Rồi sau khi có cái chữ giao diện này rồi, tôi sẽ tạo cho master bằng cách tôi nhấp chuột phải vào đây. Tôi chọn là new item. Thì đây tôi sẽ chọn là master. Và tôi chọn cái này thì sau khi chúng ta chọn master đây, chúng ta có thể giờ đặt cái tên lại cho nó cũng được, dùng chung đi. Rồi xong đó thì các bạn đây có hai mục. Nếu chúng ta chọn một mục code này này thì khi chúng ta viết code bên trong nó mới được nhé. Còn nếu chúng ta không chọn vào đây thì chúng ta bỏ chữ chọn đi thì nó chỉ thuần túy là HTML thôi, chứ nó không viết được code của C# bên trong được. Thì các bạn nên nhớ là có C# với cái HTML nó hơi khác nhau chút xíu. Cái HTML thực ra nó giống như một cái khung để chúng ta xây dựng được một cái nhà. Còn chúng ta muốn làm đẹp hay không, hoặc là trang trí hay làm bất cứ cái gì bên trong, thì chúng ta phải nhờ là CSS hoặc là cái C# chúng ta viết. Cho nên là bây giờ chúng ta phải muốn hiển thị code bên trong, chúng ta phải check chọn đây. Chứ nếu không nó chỉ thuần túy là HTML thôi. Nếu chúng ta bỏ vô check thì nó chỉ hiển thị code HTML chứ không hiển thị code bên trong. Và cái code HTML với code kia nó lộn xộn bên trong đó. Code của cái kết nối nó lộn xộn nên tôi sẽ tách rời ra. Có HTML riêng, có C# riêng, tôi chọn đây. Còn cái mục thứ hai này có ý nghĩa, tức là nếu chúng ta đã có một cái master nữa ở đây rồi, chúng ta lấy cái master này là master thứ hai, kết nối tới master đầu, chúng ta chọn đây. Còn trường hợp này của tôi là tôi tạo mới hoàn toàn nên tôi bỏ không chọn đây ha. Rồi sau khi thêm xong các bạn, thì các bạn thấy nó sẽ được thêm vào đây một cái master. Và tôi muốn sử dụng nó thì tôi nhấp phải, tôi chọn là design. Rồi sau khi chọn design xong các bạn thì nó ra cái này, thì tôi sẽ tạo bằng cách tôi vào đây table, insert table. Tôi chọn đây ví dụ là table này của tôi là bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột thì tùy các bạn. Nhưng tôi chọn đây là một dòng chẳng hạn. Đấy. Thích thì các bạn chọn 4-5 dòng cũng được, tùy ý. Một dòng một cột thì tùy gì các bạn, hoặc là ba cột đi, tôi chọn ba cột đi dễ. Và cái đây là kích thước ha, pixel hoặc là percent. Thì ở đây tôi dùng cái kích thước của tôi đó là 1000 đi cho nó rộng các bạn nhé. 1000 pixel. Rồi alignment thì tôi căn cái căn center, spacing hoặc là span. Cái này các bạn tùy, đây là cái khoảng cách lẻ mà. Rồi, tôi không có khoảng cách để nguyên một vị. Ok ha. Đã như vậy tôi chỉnh cái gì đây, số dòng, số cột,
và độ rộng của website mình là từ đây sang đây là bao nhiêu này. Đấy, cái chiều dài này bao nhiêu, và nó căn center đó là nó căn ở giữa này, mà cái spending và cái này, hai cái này các bạn nó sẽ căn khoảng cách thì các dòng là bao nhiêu hoặc là từ đây đến đây bao nhiêu, nên là căn. Rồi các bạn thì chọn căn lề, căn xa, kích cỡ ở đây cũng được, tôi không cần, tôi để nguyên mặc định và tôi bấm OK. Rồi thì các bạn thấy nó chỉ có là hiển thị một dòng thôi ha, một dòng này này. Rồi nhưng mà cái dòng này sẽ hiển thị như thế nào thì bằng cách như thế này, tôi sẽ giới hạn, tôi nhấp được vào đây, tôi chọn đây là align, tôi chọn là tôi không có chọn phần này, tôi căn kích thước, nghĩa tôi cho nó là 1000, cái chỗ này là 200, cái lề bên trái, lề bên phải 200 pixel đấy, và cái lề này tôi cũng cho nó là 200 pixel. Rồi còn như vậy hai bên 200 thì ở giữa nó phải còn là 800 pixel. Rồi nhưng mà bây giờ có một dòng mà chúng ta muốn thêm nhiều dòng là bằng cách nào các bạn? Chúng ta có thể đứng chuột ở bất cứ vị trí nào trong ba cái ô này, chúng ta chúng ta đó thì tự động share hai cái dòng, ba dòng, bốn dòng đó. Rồi thì chúng ta có bốn dòng rồi các bạn, có bốn dòng đúng không, một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng. Như vậy là năm dòng và ba cột. Chúng ta muốn mà cho nó rộng, ví dụ cái phần đầu tiên này chúng ta sẽ dùng nó là phần banner, thì chúng ta đứng chuột đến như cái ô nào cũng được, ô này chẳng hạn, chúng ta sẽ kéo xuống. Như vậy lúc nãy Y là chúng ta chỉnh bề cao, còn tôi sẽ dùng cái chức năng thứ hai đó là hay cái trong chiều cao của nó là 150 pixel hoặc là 125 pixel, đơn vị là pixel. Như vậy lấy chiều cao này đúng là 125, hoặc là một số bạn thì lấy lên là bao nhiêu, 200 pixel đó thì nó cao hơn thì tùy. Đây tôi căn nó là 150 hoặc là 125 thôi. Rồi 125 pixel thôi. Rồi tương tự như vậy cái mục là footer này, mục footer này tôi cũng cho nó là 125 pixel. Tôi cũng cho là 125. Đấy thì các bạn thấy đấy, nó có. Rồi như vậy thì bây giờ cái mục này thì tôi sẽ dùng cái này làm menu. Trên menu này tôi sẽ để cho chiều cao của nó, tôi cho nó là 2 cái chiều cao, nghĩa tôi cho là 25 pixel. Tùy các bạn định dạng. Mục menu cuối này, cái đoạn cuối cuối này tôi muốn sử dụng menu cuối chẳng hạn, tôi ghi là 25 hay 30, tôi không biết, tôi ghi 30 cũng được, tôi ghi 25 vậy. Rồi 25 pixel. Rồi còn cái đoạn giữa này thì sao, tôi sẽ cho nó cao hơn chút xíu ha. Tôi đứng ở đây chẳng hạn, tôi cho nó là 300, 200 tùy các bạn ha, 300 này pixel. Đấy, các bạn thấy nó sẽ được kéo lớn này các bạn thấy ha. Đây tôi sẽ quét định dạng màu, chẳng hạn tôi quét khối ở vùng này lại, tôi chọn là background, tôi cho nó một cái màu bất kỳ, tôi cho nó màu hồng này cho nó dễ nhìn này. Đấy. Rồi cái mục footer này tôi cũng thể cho một cái màu bằng cái quét khối lại, tôi chọn đây là background, tôi cho nó một cái màu khác hơn, đó là màu hồng đậm hơn chút xíu, nó sáng hơn chút. Rồi còn cái này thì tôi sẽ cho nó một cái màu khác các bạn nhé, hoặc là cái này, các bạn nên nhớ các bạn phải quét định dạng tùy ý nha. Tôi quét khối tôi cho nó một cái màu khác, ok ha. Rồi cái này cũng vậy, cái này thì tôi cho nó một cái màu xám đi. Rồi màu xám hoặc màu nào cho nổi thì các bạn, mình đang học mình làm nổi thôi, chứ thực ra mình làm mình nộp bài cho thầy rồi cái gì đó mình làm bài nổi quá là nhìn cũng hoa mắt luôn. Rồi thì chúng ta đã có rồi ha, như vậy là phần này phần header, phần footer. Rồi như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cái này, các bạn thấy đây là cái kia đúng con chuột, các bạn thấy này nó có cứ nằm ở ngang này, tôi muốn nó ra giữa thì sao, bằng cách tôi sẽ chọn đây các bạn, đó là center, tôi chọn là center thì các bạn thấy này, tôi nhấp chuột nhập con nháy này nằm ở giữa, nhưng mà con mái nháy tôi muốn đưa lên đầu hoặc xuống cuối thì sao, tôi lại phải kéo thành xuống các bạn. Đấy, tôi sẽ chọn đây là VLA, tôi chọn là top thì các bạn thấy tôi đưa chuột lên đầu, còn nếu tôi chọn đây là VLA button đấy thì bạn thấy nằm dưới cuối, tôi đang cần lên đầu ha, thì tôi sẽ chọn đây là top, hoặc ở giữa các bạn chọn đây cũng được, mid tôi chọn top đi. Rồi tương tự đây các bạn định dạng đó, đây nó nằm này, tôi sẽ cho nó VLA thì nằm ở đó cũng được, ok menu trái mà để bên trái luôn, nhưng mà tôi sẽ căn top
cái này tôi cũng sẽ cần top luôn. Rồi cái này tôi cũng cần center, cái này tôi cũng thích, tôi cần center này, center. Rồi và đồng thời cái chức năng này tôi sẽ về ở là tôi sẽ cần top các bạn. Đấy. Rồi sau khi xong rồi các bạn, như vậy cái trang master thì tương tự như các bạn trang trí, nhưng một số bạn nói bây giờ em muốn đưa cái tấm hình vào đây thì cái này em không thích màu sắc này à, thì tôi quét khối lại ha. Chúng ta có thể tùy các bạn đưa à, rồi bây giờ tôi sẽ chủ tìm một cái hình banner nào đó đi. Email. Rồi tôi sẽ lấy cái banner này và cái banner này, tôi copy à, tôi copy xong đó tôi phải mở cái này lên, tôi sẽ tạo ra một cái thư mục trước banner đi à. Hình, nhưng mà hình gì, banner. Rồi tôi thư mục hình banner này tôi pass vào đây, nãy tôi copy hai cái này. Rồi bây giờ tôi muốn đưa hai hàng này vào đây thì tôi đưa cái nào, tôi nhấp vào tôi refresh các bạn nhé, cập nhật lại nhé. Tôi muốn đưa cái chữ banner này, cái hình này vào đây thì tôi đứng chuột tại vị trí này. Xong đó các bạn kéo xuống dưới này, này. Các bạn tìm cho tôi cái chữ style này, tức là ta định dạng CSS các bạn. Trong Osita này chúng ta định dạng cái CSS trong đây, chứ không có gì khác. Chúng ta chọn round. Chúng ta nhấp nút round. Rồi, chúng ta chọn là hình banner và chúng ta chọn banner. Thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Nhưng mà rồi tiếp theo khi đưa vào thì các bạn thấy nếu chúng ta không muốn hình, chúng ta muốn màu như trong đây cũng được. Hoặc một lúc này chúng ta sẽ chọn bên ngoài này back color, chúng ta sẽ định dạng đây, hoặc chúng ta không định dạng back color ở đây, chúng ta định dạng vào trong cái CSS trong đây cũng có này. Rồi background repeat chúng ta chọn no repeat ha. Rồi alignment chúng ta can fit thì tự động nó sẽ kép chặt khối cần. Chúng ta có thể can center chẳng hạn theo trục x là theo chiều ngang này các bạn này ha, can theo chiều ngang, trục y là can theo chiều đứng, mà đây chúng ta cái này chúng ta cần can chiều ngang thôi, hoặc là chúng ta không thích nó bỏ cũng được, tùy. Đây tôi để nguyên, ok. Đấy thì các bạn thấy này, nhưng mà nó lại bị che lấp các bạn. Này, tôi thử view cho các bạn xem thử ha. Tôi bấm nút, tôi chạy thử rồi. À, nó báo là rồi, lần đầu tiên chúng ta chạy thì nó lên cái chữ config này. À, chúng ta chọn dân hoặc chọn này cũng được. Tôi để mình mặc định đi ha. Ok. À, mặc định chúng ta chưa set cái trang nào mặc định nên nó bị lỗi này các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó một cái trang để cho nó chạy, cho mặc định nó cũng chưa có gì, nó mới có mình cái này thôi, nhưng nó không có gì đáng chạy cả. Tôi sẽ tạo ra một cái trang giao diện này. Add new. Tôi sẽ tạo ra là trang này là trang interface hoặc là cái gì đó, hoặc là tin tức này. Tin tức này. Rồi, trong tin tức này thì tôi có thể là nhấp phải new để tạo folder, hoặc là các bạn không thích tạo trong đây. Các bạn giờ tôi không thích trong đó thì tôi cứ phải ấy, tôi mất công tôi nhấp phải new ở đây luôn, tôi tạo hẳn bên ngoài luôn. Đó. Tôi chọn là website, các bạn phải chọn website này. Tôi để cho mặc định default đi ha. Rồi, bấm select master để chúng ta lấy cái trang này trang làm trang master đó các bạn. Ok. Rồi chúng ta chọn là giao diện và đây là chúng ta lấy trang này dùng trang chung. Đó. Rồi thì khi chúng ta làm xong bạn thấy nó nằm đây hết. Ủa nhưng mà cái này của chúng ta này nó nằm dưới đây các bạn nha, nằm dưới đây. Cái ta gõ vào đây, ta ghi đây này. Đây là trang chủ. Rồi chúng ta ghi xong, chúng ta có thể định dạng màu sắc đây cũng được, hoặc định dạng trong đây cũng được các bạn. Trong này có một lập phong, các bạn có thể kéo và định dạng cũng được một khối đi. Tôi để một định đi. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấp phải là tôi chọn là set A để cho nó chạy được các bạn. Nhớ nha, nhấp cho phải vào đây, chọn set A chứ nếu không lại lên cái bảng lúc nãy giống lúc nãy đó. Rồi, chạy. Đó thì bây giờ nó mới cố web để nó chạy lên. Nhưng mà nó sẽ có một cái lỗi đó các bạn. Các bạn thấy là cái trang chủ nằm đây là sao, tôi phải đưa nó lên đây này. Thì làm sao tôi đưa nó lên đây được các bạn. À, như vậy là nó bị lỗi chỗ này. Để tôi tắt cái trang default đi ha. Đây này. Là do lúc nãy chúng ta làm, chúng ta tạo, nhưng mà chúng ta tạo cái table bên này bên ngoài. Chúng ta không có table trong một content này. Chúng ta phải cầm cái content nó kéo bỏ vào đây. Nè, chúng ta đưa chuột vào đây, xuất hiện mũi tên 4 chiều, giữ chuột trái, chúng ta kéo thả vào đây. Thì tất các bạn thấy điều đây đúng không? Rồi, lưu lại ha, chạy.
tắt F5 các bạn muốn chạy bằng F5 cũng được. Đấy, các bạn thấy nó đã đưa vào đây rồi. Nhưng mà tôi muốn cái này nó rộng sang hai bên đây và đồng thời nó xiên mà rộng như thế này. Thì tôi phải làm một thao tác nữa các bạn. Tôi sẽ quét khối đứng ở ô nào cũng được ha. Tôi quét khối ba cái ô lại, tôi nhấp, tôi chọn là Mesel. Sau khi tôi Mesel xong các bạn thấy thì nó sẽ bị thu ngắn như thế này. Thì ở đây các bạn nó vốn bị lỗi, nó thu ngắn như thế này. Thì chúng ta sẽ quét khối ở đây nữa. Thì biết đi ha. Rồi. Chúng ta Mesel xong nó biến mất hết rồi, biến hết cả banner mất sạch. Chúng ta sẽ vào đây lại. Background, chúng ta chọn round, chúng ta chọn một hình banner, banner ha, no repeat. Nếu chúng ta repeat, no repeat tức là nó chỉ một hình duy nhất. Còn nếu chúng ta chọn chữ repeat đây thì nó sẽ lặp lại nhiều lần. Nhưng mà chúng ta chọn no repeat đi ha. Chữ x, chọn center. Rồi, chúng ta làm gì đây? À, đây là chúng ta sẽ bấm để mặc định được chúng ta muốn chỉnh cho cái chiều cao này này. Chiều cao này, thay vì lúc nãy chúng ta chỉnh ở bên ngoài cũng được, nhưng mà giờ tôi muốn vào trong CSS chỉnh luôn. Tôi chọn mục này, tôi chọn chiều cao ha. Nó là 150 và đơn vị nó có sẵn này, chúng ta chọn đây đơn vị là cái gì, tôi chọn là pixel ha. Rồi bề ngang của nó lúc nãy chúng ta định dạng là wide, đây chúng ta vào đây chúng ta định dạng được dạng đây là 1000 pixel đấy. Ở trong CSS đây thực ra là CSS này, chúng ta định dạng CSS cũng được, hoặc chúng ta ra đây thì nếu nó là định dạng ngoài đây thì nó là HTML. Chúng ta vào trong đây, trong mục style này là kiểu thì chúng ta định dạng trong đây, tức là định dạng trong CSS ha. Rồi bấm OK. Đấy, các bạn thấy nó rộng rồi này. Rồi bây giờ tôi bấm này tôi chạy. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái trang master dùng chung rồi. Tương tự các bạn có thể muốn tạo, các bạn tạo thêm dưới đây cũng được ha. Đưa cái thêm một cái tên này nữa. Hoặc nhà chúng ta làm cái gì đó ha. Rồi. Hoặc chúng ta sẽ đưa cái hình vào đây này, đưa hình vào đây, đưa hình vào đây. Đó. Tôi ví dụ như bây giờ tôi muốn đưa hình ra cái ra bên ngoài ha. Tôi làm như thế nào? Thì tôi sẽ đưa chuột nó đây xuống bên ngoài cùng, tôi nhấp chuột ở bên ngoài các bạn nhé. Tôi không nhấp vào trong cái table này, tôi nhấp bên ngoài này. Ở trong này tôi chọn là star, hoặc tôi chọn background các bạn ha, background tôi ra thì cái hình thì hình ở bên ngoài hình nền này. Thì tôi sẽ tìm một cái hình khác này. Tôi lấy cái này đi các bạn, tôi lấy hình này thì tôi làm cái này. Nó tên là BR ha, BG. Rồi, tôi nhấp chuột phải vào đây, tôi bác đây luôn banner luôn này ha. Đây nó có rồi này. Rồi, sau khi nó có xong tôi đứng chuột ở dưới này. Rồi, nhớ nha. Xong tôi chọn bên đây thì xuất hiện bên đây một cái cửa sổ property, hoặc chúng ta nếu không xuất hiện thì chúng ta phải nhấp phải chọn property lên thì nó cũng vào đây. Xong nó sẽ chọn vào nó 3 chấm, chúng ta chọn nút hình và chọn là background. Các bạn thấy nó sẽ được load background lên là nó load lên đây này. Rồi chúng ta bấm là được chạy. Đấy, thì thực ra là nó load lên rồi nhưng mà nó vẫn ra cái màu trắng này các bạn ha, nó chưa có ở đây đúng không. Rồi chúng ta được xem nó bị lỗi gì, nó chưa có. Có thể là nhiều lúc nó đang nhớ lại cái cũ các bạn. Ta chạy lại thử coi nha. Nhiều lúc nó bị kép nó nhớ các bạn. Chúng ta xài cái này nhiều lúc phải bật đi bật lại nhiều lần. Cái bách ra nó khó nhận diện quá, để tôi đưa cái bách ra màu khác vào đây. Tôi tìm một cái background màu đen đen này đó cho nó màu ngầu chút ha. Đây, này đi, số 6 này đi ha. Rồi, refresh. Các bạn thấy nó đổi giao diện này. Đấy. Chúng ta muốn, rồi, chạy thử coi ha. À, nó bị lỗi, nó kết, nó chưa có. Rồi, bây giờ chúng ta này. Chúng ta nó bị nhớ, bị kết bên trong các bạn. Thì tôi có thể tắt em ta mở lại nó lại được. Mở lại cái Visual này.
chúng ta chỉ cần mở giao diện, tại nãy ta lưu trong thêm một lần giao diện mà. Rồi chạy lại thử coi nhé. Vẫn không được à? Không được thì chúng ta lại sửa lại, đâu có gì đâu. View design. Nào ta chọn mục strip này, chúng ta sẽ cắt lại. Chúng ta lên cái thư mục trên cùng này của nó các bạn. Body đúng rồi. Background. Nếu đó nó bị lỗi. Trong đây thì nó hiển thị đúng, mà ngoài do cái giao diện của tôi nó đang bị lỗi đấy các bạn. Thực ra đó là do cái trình duyệt của tôi nó bị kết thì nó nhớ, như vậy là cái quá trình mà để tạo background tức là thành công ha. Cái này cái phần mà để tôi ý tôi muốn là tôi lót cái này vào đây, đây là phần mở rộng thôi. Cho nên là các bạn sẽ tự nghiên cứu thêm. Như vậy cái bài này là bài tạo background thành công rồi ha, các bạn sẽ tự động làm thêm. Có một số cái ở đây do cái giao diện cái web cái máy của tôi thì hôm nay nó đang bị lỗi rồi, nó bị virus mà tôi cũng chưa cài lại kìa, để chắc tôi phải làm lại cái máy này. Rồi thì bài hôm nay là bài tạo cái trang master dùng chung, thì tất cả các trang web sau mai mốt ta sẽ lấy cái trang này làm trang dùng chung ha. Tới đây tạm dừng cái bài này tạo master.